Quý cô chú anh chị ơi, hôm nay thì Định sẽ tiếp tục lên cho quý cô chú anh chị một cái căn biệt thự rất đẹp luôn anh chị nhá. Khi mà Định bước vào trong cái căn biệt thự này mà Định phải nói là dùng cái từ mê mẩn luôn anh chị ơi. Chỉ ước là Định có thật là nhiều tiền để mua căn biệt thự này thôi. Không nghĩ là ở thành phố Biên Hòa mà lại có những căn biệt thự với những đại gia hoành tráng như vậy anh chị nhá. Với một cái không gian mà có trời mát này, rồi có những không gian rất là rộng, và đặc biệt một cái là cái căn biệt thự này với một cái diện tích rất lớn anh chị nha. Đó, chủ đã hoàn công tất cả mọi thứ cho anh chị rồi, rất đẹp luôn. Toàn là tại trung tâm của thành phố Biên Hòa, một vị trí rất rất đẹp anh chị nha. Vô cùng là hiếm có được những cái sản phẩm như thế này. Thì bây giờ Định sẽ quay một cách chi tiết cho anh chị mình xem. Đó, lòng đường trước nhà của mình là 10 mét anh chị nha. Bề ngang lòng đường của mình là 10 mét này. Và anh chị mình di chuyển ra đây là cái đường này là đường Đồng Khởi anh chị nhá. Từ đây di chuyển ra là 50 mét thôi. 50 mét là anh chị mình đến được đường Đồng Khởi này. Và anh chị mình di chuyển theo cái hướng này của đường Đồng Khởi anh chị nhá, là khoảng tầm 1 km là anh chị đã đến được ngã tư Tân Phong. Thì ngay vị trí ngã tư Tân Phong đó là có Bixi Tân Hiệp rồi. Đó, Bixi Tân Hiệp anh chị nhá. Còn anh chị mình di chuyển ngược lại ra cái hướng đây, khoảng tầm 200 mét thôi, anh chị đã đến được cái nút giao là ngay ngã tư Amata anh chị nhá, kết nối với lại tuyến đường quốc lộ 1A đó. Anh chị mình di chuyển giao thông giao thương mọi thứ rồi. 50 mét thì anh chị đã đến được cái bệnh viện Đồng Nai anh chị nhá. Đó, và hôm nay thì Định sẽ di chuyển vô, bây giờ Định sẽ di chuyển vô bên trong căn biệt thự để quay cho anh chị mình xem. Anh chị có thể thấy đằng trước nhà của mình thì kinh doanh đầy đủ mà loại ngành nghề không thiếu một thứ gì hết. Đằng trước nhà thì chủ cũng có trồng cây cho anh chị ha, một số cái loại cây ăn trái như vậy. Vỉa hè ở đây nhá. Rồi, đây chính là cái mặt tiền chính của căn nhà của mình, cổng nhôm đúc anh chị nhá. Cổng nhôm đúc này, chuông gọi cửa ở đây ha, mình sẽ có hai cái chuông gọi cửa luôn. Đó, cổng nhôm đúc ở đây. Căn nhà của mình thì với tổng diện tích là 631 m², sổ hồng riêng, thổ cư, nhà đó hàn công anh chị nhá. Với cái khu vực sân này thì có thể là đậu được khoảng 5-6 chiếc xe hơi, có cái máy che ở đây cho anh chị sẵn, và trong kia mình cũng có một cái gara ô tô nữa cho anh chị luôn. Đó, trồng cây ngoài đây cho anh chị, và mình sẽ có một cái chòi mát ở đây anh chị nhá. Sẽ có cái bậc đi lên như vậy, và cái chòi mát của mình ở đây thì cũng có toàn bộ căn nhà của mình ở đây là những cái ngói này anh chị nhá, là ngói đông dương này, rất đẹp. Gỗ này anh chị, gỗ này là gỗ lim nhá. Đó, đây cũng vậy, có một cái bàn gỗ lim cho anh chị này, bàn ghế này gỗ lim anh chị nhá, quá đã luôn anh chị ơi. Rất đã đúng không ạ? Rồi, Định sẽ di chuyển tiếp vô bên trong cái căn nhà của mình cho anh chị xem. Của mình là sơn giả đá ha, cái này sơn sơn giả đá này, nhìn rất đẹp anh chị nhá. Của mình toàn là những cái thiết bị cao cấp không anh chị. Nhà của mình thì xây dựng là một trệt và hai lầu anh chị nhé, một trệt hai lầu, xe hơi đậu bên ngoài ha. Đó, và đây sẽ là cái cửa chính để đi vô căn nhà của mình, anh chị có thể nhìn lại toàn cảnh ha. Wow, quá hoành tráng luôn anh chị ơi. Rồi, ở đằng sau đây là cái gara ô tô của mình anh chị nhé, gara ô tô của mình ở đây. Và khu vực này thì mình sẽ có hai cây cột hai bên này, ngay cái vị trí là bậc tăng cấp để đi vô nhà của mình, hai cây cột rất to anh chị nhé. Rồi, bây giờ Định sẽ di chuyển vô bên trong để quay cho anh chị mình xem. Chạy dọc theo cái hành lang của mình thì sẽ có những cái ghế như thế này. Ghế rồi này, xích đu ở bên đây cho anh chị này, để mình có thể là con cái của mình, hoặc là vào những khung giờ mà mình rảnh rảnh nghỉ ngơi, có thể là ra đây ngồi ha. Đó, ở đây là gara ô tô của mình anh chị nha. Đó, một chiếc xe, cái này Lexus, rất đẹp luôn. Đó, rồi, Định sẽ di chuyển vô bên trong không gian chính của căn nhà để quay cho anh chị mình xem. Cửa gỗ gõ đỏ anh chị nhé, anh chị có thể xem này, một cái cửa gỗ mà rất là dày luôn, có thể thấy được cái sự tâm huyết của chủ nhà cho căn nhà của mình. Rồi, khi mà di chuyển vô bên trong đây sẽ này cái khu vực sảnh cũng như là cái chiếu nghỉ của mình ở đây, thì bên này là sẽ cái tủ mình để giày dép ở đây anh chị nhé. Đó, còn ở đây sẽ là không gian phòng khách của mình. Đây, phòng khách của mình thì những cái thiết bị sang trọng, quá là đã luôn đó chị ơi. Wow, và chủ sẽ để lại toàn bộ nội thất, không lấy một cái gì đi hết anh chị nhá. Không lấy một cái gì hết. Đây anh chị mình có thể thấy toàn bộ những cái đồ nhập không à. Dưới đây thì sẽ có một cái phòng ngủ cho anh chị nhá. Có một phòng ngủ, có nhà vệ sinh bên trong cho anh chị.
tủ quần áo này, phòng ngủ rộng anh chị ha. Đó, tất cả của mình là cửa gỗ hết anh chị nha. Bên trong cũng là cửa gỗ này. Anh chị thấy căn nhà của mình đá không ạ? Hoàn tráng không ạ? Anh chị thấy căn nhà này như thế nào thì hãy bày tỏ quan điểm của mình bên dưới phần bình luận là để có được cơ hội giao lưu cùng quý cô chú anh chị nha. Hiện tại thì cô chú anh chị đang có chị là đang chuyển đồ lên Sài Gòn cho nên là nó hơi bừa bộn một xíu anh chị nha. Xuống đây sẽ là không gian bếp của mình anh chị. Khu vực này là bàn ăn ha, bàn ăn của mình là bàn đá luôn nè. Đó, tủ tivi bên này. Và mình sẽ có một cái sập gỗ nu ở đây. Qua đá luôn anh chị ơi, gỗ nguyên khối nhá. Đó, rồi. Đây sẽ là cái đảo bếp của mình này. Cái đảo bếp lớn của mình ở đây bằng đá này. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Đó, và sẽ có một cái cửa thông ra cái vị trí ngoài đây là cái chỗ gara ô tô của mình ngoài đây chị nhá. Căn nhà của mình là rất là thông thoáng luôn. Đó, rồi. Mình sẽ có một cái không gian ngoài đây là không gian để máy giặt. Không gian giặt phơi ngoài đây. Đó, để những cái tủ lạnh, tủ đông rồi máy giặt ở ngoài đây. Đây là kho của mình anh chị nhá. Sẽ có một cái kho nhỏ ở đây cho anh chị. Đó, qua đây cũng là cái khu vực hành lang thông suốt hết cho anh chị nhá. Căn nhà của mình phải nói là quá đã luôn. Gạch thì được ốp từ sàn lên trần luôn anh chị nhá, sạch sẽ này. Và đằng sau đây sẽ là một cái không gian vệ sinh. Không gian vệ sinh thì có những cái bồn rửa. Đó, mình rửa xong nồi chén bát ở đây. Và cũng sẽ có một cái đường thông chạy ra khu vực gara ô tô của mình anh chị nhá. Rất là thông thoáng luôn. Đó, nhà sạch sẽ, qua đã luôn anh chị nha. Rồi, mình sẽ di chuyển tiếp cái không gian ở đây. Rồi, bên dưới này thì mình sẽ có hai phòng ngủ anh chị nhá, hai phòng ngủ. Đây là phòng ngủ thứ hai. Đó, anh chị có thể thấy trong phòng ngủ nào cũng có nhà vệ sinh cho anh chị hết nha. Đây là nhà vệ sinh bên dưới ha. Trong cái phòng ngủ này, máy lạnh, quạt này kia đầy đủ hết. Rồi, nãy giờ thì quý cô chú anh chị cùng định đi tham quan bên dưới rồi. Bây giờ thì định sẽ di chuyển lên trên để quay cho anh chị mình xem ở không gian bên trên nhé. À, bên đây thì mình sẽ có khu vực nhà vệ sinh nữa này. Ở đây mình một cái kho anh chị nhé. Đây là một cái kho nhỏ này. Đó, anh chị mình có thể thấy cái kho ở đây. Và ở đây sẽ là nhà vệ sinh của mình. Đó, đây sẽ là nhà vệ sinh của mình nữa. Ở đây cũng có một cái kho nhỏ nhỏ nữa. Anh chị có thể thấy rất nhiều không gian đúng không ạ? Đây, và cầu thang của mình thì anh chị có thể thấy cái khu vực này nhé. Mình sẽ bật điện lên cho nó sáng cho anh chị mình xem. Đây, cầu thang của mình, anh chị thấy không ạ? Wow, hơn một sải tay của đựng luôn, rất là lớn anh chị nhé. Và cầu thang của mình, anh chị có thể thấy này, những cái tay vị này, toàn bộ là gỗ, đựng không biết gỗ này gỗ gì luôn á. Mặt là đá hoặc cương hết anh chị nhé. Được thiết kế một cái phong cách uốn lượn như vậy, theo kiến trúc là kiểu phép á, nhìn rất đẹp luôn anh chị. Còn ở đây sẽ là cái không gian mình sẽ có một cái ô cửa bằng kính này để lại ánh sáng ấy chị nhá, từ khu vực cửa thấy dưới trời, một cái dưới trời rất lớn ở đằng sau đây. Đây là đèn này, ha. Rồi, nên không gian ở trên đây thì mình sẽ có một cái sảnh ở đây. Đó, một cái sảnh ở đây nữa cho anh chị khu vực này. Rồi, nên đây thì mình sẽ có ba phòng ngủ anh chị nhá. Hai phòng ngủ bên này, một phòng ngủ bên này. Đó thì mình sẽ di chuyển qua cái phòng ngủ bên này để quay cho anh chị mình xem trước. Một cái phòng ngủ, wow, xích xa với cái phòng ngủ này anh chị, rất lớn luôn. Trước khi bước vào trong cái phòng ngủ thì anh chị mình sẽ thấy một cái không gian ban công ở đây. Một cái không gian ban công ở đây anh chị nhá. Đó, trước căn nhà của mình đây là chung cư Sơn An Cường Thuận ha. Còn bên này sẽ là bệnh viện Đồng Nai này. Đó, rất là thoáng đãng luôn. Giường thì đặt ở đây. Bên này cũng có giường nữa, cũng có một cái sập ở đây cho anh chị, cửa sổ ra ngoài đây nhá. Và mình sẽ có một cái nhà vệ sinh lớn ở trong đây anh chị này. Phòng thay đồ ở đây. Một cái phòng thay đồ mà thấy hoành tráng như thế này rồi anh chị ạ. À, còn ở đây sẽ là cái nhà vệ sinh của mình. Nhà vệ sinh của mình ở trong đây, cũng như là khu vực bồn tắm, bồn rửa nè, sẽ có bồn rửa hai vòi như thế này. Rồi, bồn tắm này. Rồi, phòng tắm kính này, anh chị có thể thấy một cái phòng tắm kính mà có chế độ massage này kia đầy đủ hết anh chị nha. Chế độ massage này, qua đã luôn anh chị ơi, vòi sen này. Đó, rồi cái bồn vệ sinh thì đây anh chị nha, cái bồn vệ sinh cô chia sẻ là một cô mua là thời điểm đó nó tự lên luôn kìa. Thời điểm đó cô mua là cũng khoảng gần 100 triệu cho cái bồn vệ sinh này, toàn những thiết bị thông minh không anh chị ơi. Đó,
của mình là sử dụng hệ máy lạnh trung tâm anh chị nhé, cho nên là sẽ đỡ tốn điện hơn rất nhiều. Đó, vào trong phòng là mát rượi luôn. Ở không gian là ở trên này thì mình sẽ có là 3 phòng ngủ, nhưng mà 2 phòng ngủ này hiện tại là đang có người sử dụng cho nên là được không tiện quay. Mình quay một cái mẫu cho anh chị xem. Còn qua đây là mình sẽ có một cái phòng thờ. À, trước đây thì chủ nhà sử dụng cho cái phòng này là phòng karaoke, nhưng mà hiện tại là đang sử dụng phòng thờ tại vì phòng thờ ở trên, nhưng mà hiện tại cô chú lớn tuổi rồi cho nên là không có tiện leo cầu thang nhiều, cho nên là đưa phòng thờ xuống đây anh chị nhé. Cửa sổ này, trước đây là phòng này phòng karaoke anh chị ha. Toàn bộ nhà của mình từ dưới lên trên, những cái đường chỉ đây này, những bức tắt này là mạ vàng 24k anh chị nhé. Đó, đèn chùm ở trên ha. Của mình là toàn bộ những cái trong mỗi cái phòng là sẽ có một cái đầu ra của cái hệ thống máy lạnh, là máy lạnh trung tâm anh chị nhé. Đó, ban công của mình ở đây, và đây là khu vực phòng thờ, nhìn quá hoành tráng luôn anh chị ơi, định không biết cái gỗ này gỗ gì luôn á. Anh chị nhìn sát này đây này, cái gỗ này định có thể là xoay gương được luôn anh chị nhá. Anh chị thấy không ạ? Xoay gương được luôn á. Quá đã luôn. Anh chị nhìn thấy không ạ? Và anh chị nào biết cái dòng chữ này là chữ gì thì cùng chia sẻ với định nhá. Chữ này định không biết là chữ Hán, chữ Nôm hay là chữ gì nhá. Đó, anh chị biết thì cùng chia sẻ nhá. Đó, rồi, mình sẽ di chuyển tiếp lên trên cho anh chị xem ha. À, đây mình sẽ có 2 phòng ngủ anh chị nhá. Đó. Rồi, mình sẽ di chuyển tiếp lên trên không gian cầu thang để lên trên một lầu nữa. Căn nhà của mình là một trệt 2 lầu ha. Xuống đi anh xuống đi. Rồi, khi mà di chuyển lên trên đây thì mình sẽ có một cái không gian phòng thờ ở đây, rồi một số cái không gian là như là tầng áp mái, rồi là kho của mình ở trên đấy chị nhá. Mình sẽ di chuyển lên cái không gian phòng thờ của mình trước. Trước khi mà vào không gian phòng thờ thì anh chị mình có thể nhìn toàn cảnh bên ngoài ha, có thể thấy được cái sự hoành tráng và đồ sộ của nó anh chị ơi. Khi mà bước vào trong cái không gian căn nhà này thôi thì định phải nói là choáng ngợp cho cái căn nhà này luôn. Đó. Và trong cái không gian phòng thờ này á, thì chủ chia sẻ là thiết kế cho cái trần của phòng thờ này là 1 tỷ đồng anh chị nhé. Anh chị cùng định bước vào bên trong cái không gian phòng thờ của mình, được thiết kế 1 tỷ đồng cho cái trần nó sẽ như thế nào. Anh chị cùng định tiến vào bên trong đây để xem những cái trần của mình nó sẽ có gì mà 1 tỷ đồng anh chị nhé. Gỗ này thì định cũng không biết là gỗ gì. Đó, được khắc này những con cái hình này long lân quy phục anh chị nhé. Từng cái bức một như thế này là cái ô vuông khoảng có bề ngang khoảng tầm vuông 50 á, vuông 50. Tầm 80 á. À, cái này khoảng tầm 80 ha, tầm 80 á. Nhưng mà từng bức một là được khắc là hình là long lân quy phục, sau đó là những cái bông hoa như là đào mai cúc trúc. Đó, thì toàn bộ là những cái bức đắp như vậy. Thì anh chị có thể thấy là rất là tinh xảo, và cô chia sẻ là điêu khắc bằng tay hết anh chị nhá, cho nên là cái giá trị của nó sẽ rất là cao. Và mình sẽ có 2 cái đèn chùm, và ở đây là những cái con rồng to này ha. Hai bức hai bên là cái con rồng to đó, anh chị có thể thấy vô cùng là hoành tráng đúng không ạ. Rồi ở đây là những cái gỗ này, gỗ gì ta, nhìn đen thui thùi lùi luôn anh chị ơi. Nó được khắc rất là nhiều cái chữ, cái này là cái bảng gì á, bạn gì ta, chữ này đọc dọc mà ha, chữ này là đọc dọc chứ không phải là đọc ngang. Gỗ đen thui thùi lùi luôn đấy chị nhá, cái này không phải là sơn tự nhiên luôn á. Đây còn những bức tranh này là khảm trai đó, những bức tranh này khảm trai chị nhá, nhìn rất đẹp đó. Rồi đây là những cái khu vực tủ đồ này, nhìn quá hoành tráng luôn anh chị ạ. Rồi ở ngoài đây thì mình sẽ có những cái kho nữa anh chị nhá. Kho này, anh chị có thể thấy những cái kho của mình ở trên cái tầng áp mái này thôi, nhưng mà gỗ nó cũng dày ngang ngửa với này, bằng với này cái gỗ ở bên dưới cái cửa thôi anh chị nhá, với độ dày của nó như vậy. Tủ này kia ngoài đây ha, đây thì là một cái kho để đồ thôi. Đó, trên cái tầng áp mái của mình, bên này một không gian, rồi bên này một không gian nữa cũng là để cái tầng áp mái, để một số vật dụng thôi. Đó, như ngoài đây thì để hệ thống những cái bình nước, thùng nước ở trên này. Rồi, ngoài đây là khu vực đèn chùm của mình, và có một cái bức tranh mã đảo thành công. Đó,
Rồi, di chuyển tiếp qua không gian bên này thì mình sẽ có một cái kho ở đây. Cái này biết cái kho hay cái gì đây? Nhỏ nhỏ. À, ở đây thì sẽ có một cái kho cho anh chị nữa này. Một cái kho nhỏ nhỏ ở đây. Đó, nhỏ nhỏ thôi anh chị ha. Và trên này cái kho thôi nhưng mà cũng được ốp gạch từ sàn lên trên trần cho anh chị như vậy nhá. Ốp gạch hết anh chị ạ. Đó, anh chị có thể thấy là quá đã đúng không ạ? Chủ phải nói là thực sự rất tâm huyết cho cái căn nhà luôn luôn anh chị nhé. Và nãy giờ thì quý cô chú anh chị cũng đã cùng Định xem và khám phá tổng thể về cái căn nhà này thôi. Thì Định chỉ nhắc lại một số cái thông tin để quý cô chú anh chị mình có thể hiểu rõ hơn nhé. Căn nhà của mình tọa lạc tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đường trước nhà của mình là 10m lòng đường này. Rồi di chuyển ra 50m là anh chị đã đến được đường Đồng Khởi. Rồi bệnh viện Đồng Nai ngay mình là cách khoảng tầm hơn 50m. Rồi anh chị di chuyển ra khoảng tầm 200m là đã đến được cái tuyến đường quốc lộ 1A này, ngay vị trí là nút giao ngã tư Amatai anh chị nhé. Một vị trí rất đẹp luôn. Thì anh chị mình có thể thấy từ vị trí này anh chị mình di chuyển khoảng tầm 2 đến 3 phút thôi anh chị nhé, là đã đến được từ trường học các cấp luôn cho tới trường đại học Đồng Nai ngay bên cạnh đây. Thì anh chị thấy một vị trí đôi rất là đẹp đó, cộng thêm là căn nhà đẹp như vậy, vị trí đẹp, căn nhà đẹp và với một cái mức giá rất tốt anh chị nhá. Đặc biệt là chủ sẽ để lại toàn bộ nội thất trong đây, không lấy một thứ gì, toàn bộ là những cái nội thất cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp như vậy đó. Thì bất động sản này với tổng diện tích của mình là 631m², sổ Hồng Riêng, thổ cư, nhà đã hoàn công anh chị nhá. Đó, được thiết kế là 1 trệt 2 tầng lầu, với mức giá là hiện tại chủ đang muốn bán nhanh là 48 tỷ, còn thương lượng cho anh chị nhá, còn thương lượng rất mạnh. Thì anh chị cảm thấy bất động sản này như thế nào, hãy bày tỏ quan điểm của mình bên dưới phần bình luận để Định có được cơ hội giao lưu cũng như là học hỏi cùng quý cô chú anh chị nha. Định có nhận review hỗ trợ mua bán ký gửi nhà đất, quý cô chú anh chị hãy liên hệ nhanh với Định để được hỗ trợ nhé. Số điện thoại của Định có ở trên màn hình anh chị ha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video tiếp theo.